Những khó khăn gặp phải khi bước vào ngành y đối với các bạn học sinh. Cùng nghe chia sẻ của thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh. Thầy có thể đưa ra lời khuyên dành cho các bạn trẻ đã, đang và sẽ chọn ngành y khoa là con đường dấn thân? Trước hết tôi muốn nhắc lại, những ai mà không thích theo ngành y mà đi học theo ý muốn của gia đình hoặc của người khác thì không nên vào học ngành y. Cái thứ hai, vào học ngành y mình phải có lòng nhân đạo, có tính thương người. Và cái thứ ba nữa là mình phải có một cái khả năng kiến thức nhất định thì mình có thể theo học được. Nhớ rằng là ngành y học suốt đời, 6 năm học chưa đủ, và sau ra trường thì chúng ta sẽ phải học chuyên khoa, học sau đại học, cũng phải có sức khỏe để có thể vượt qua được các cái áp lực trong quá trình học tập. Trí tuệ nhân tạo có tác động nhiều đến ngành y khoa không, thưa thầy? Hiện nay thì công nghệ đang rất là phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thậm chí có những người nghe rằng là nay mai AI có thể thay thế được rất nhiều những cái nghề nghiệp, mà trong đó có cả ngành y. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng AI giúp cho ngành y rất nhiều, đặc biệt là các cái kỹ thuật chẩn đoán chính xác các cái bệnh tật. Tuy nhiên thì chúng ta phải khẳng định là AI cũng vẫn không thể thay thế được các bác sĩ con người, bởi vì là AI thì sẽ dựa trên các cái nguyên tắc chung. Chúng ta nên nhớ là người bệnh là phải cá thể, mỗi một người bệnh thì sẽ có những cái đặc thù riêng. Chính vì vậy thì cần phải có cái sự thăm khám của bác sĩ, chẩn đoán sớm và điều trị một cách đúng với từng bệnh nhân một. Đối với các bạn học sinh, việc chọn ngành hay chọn trường thì quan trọng hơn? Trong những cái năm vừa qua, các cái trường công lập hàng đầu, ví dụ như trường Đại học Y Hà Nội, điểm lấy rất là cao, từ 27 điểm thì mới có thể vào được các trường công lập. Thế thì những bạn mà không đạt đủ cái điểm 27, nhưng mà như tôi nói trên là cái tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục là từ 22 điểm rưỡi trở lên, thì các bạn có thể vẫn theo học được ngành y. Mà lại không vào được các trường công lập thì tôi nghĩ là nên chọn các cái trường, ví dụ như trường Đại Nam của chúng tôi, về chương trình đào tạo thì cũng không khác gì với chương trình đào tạo của các cái trường top đầu. Cái thứ hai, các cái học liệu, các cái giáo trình cũng là từ giáo trình của các cái trường đại học top đầu. Cái thứ ba, ở đây thì chúng tôi mời các cái thầy cô đã giảng dạy ở các cái trường đó về dạy. Đối với chúng tôi thì sinh viên cũng đều đi được thực tập ở các cái bệnh viện lớn của Trung ương trên địa bàn thành phố. Chúng tôi nghĩ rằng với cái điểm như Bộ Giáo dục quy định và với mong muốn của các bạn mà lại không đạt được cái điểm để vào các trường top trên, thì các bạn có thể chọn ở các cái trường ngoài công lập như trường Đại Nam để các bạn có thể thỏa mãn được ước mơ của mình trở thành bác sĩ.